Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn mơ về kỳ tích Thường Châu năm 2018. Olympic Việt Nam chuẩn bị đối đầu với các đối thủ mạnh tại ASIAD 19 ở Hàng Châu, Trung Quốc. Bản thân huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn mong muốn đội bóng của mình tạo bất ngờ. Thậm chí, ông Tuấn còn mơ về kỳ tích Thường Châu của đội U23 Việt Nam năm 2018, năm đã đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo giành vị trí Á quân giải U23 châu Á. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói, từ Hàng Châu nhớ Thường Châu Trung Quốc. Tôi biết người hâm mộ nước nhà đang kỳ vọng Olympic Việt Nam sẽ tạo được chiến tích tựa như tại Thường Châu năm 2018, đánh dấu thế hệ cầu thủ tài năng cũng như đánh dấu sự phát triển vượt bậc của bóng đá Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng lòng mong mỏi của người hâm mộ cả nước, dù biết giải đấu này là thử thách cực đại, ông Tuấn nói thêm. Sau trận đấu với Olympic Mông Cổ chiều qua ngày 19 tháng 9, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ có hai trận đấu tiếp theo ở bảng B nội dung bóng đá Nam ASIAD 19, lần lượt gặp hai đối thủ rất mạnh gồm Iran ngày 21 tháng 9 và Saudi Arabia ngày 24 tháng 9. Cũng kể từ lượt đấu tới, cho đến khi đội tuyển Olympic Việt Nam vào vòng trong, nếu đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vượt qua vòng bảng, có thể chúng ta sẽ gặp toàn các đối thủ mạnh khác hẳn với đối thủ Mông Cổ chiều qua. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng hé lộ lối chơi của toàn đội trong những ngày tới. Ông Tuấn chia sẻ, tôi biết người hâm mộ đang lo lắng về kịch bản không thuận lợi cho Olympic Việt Nam. Có người khuyên tôi tránh thua đậm. Họ khuyên tôi cố gắng cầm hòa, cố gắng kiếm một điểm trong hai trận tiếp theo. Nhưng tại sao chúng ta không dám nghĩ rằng Olympic Việt Nam sẽ vào vòng trong một cách đàng hoàng, chính danh? Dẫu biết điều đó rất khó khăn khi hai đối thủ Iran và Saudi Arabia có trình độ cao hơn, già dặn hơn chúng ta, vẫn là lời của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Theo ý vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Olympic Việt Nam, chính danh vào vòng mùng 1 tháng 8 có nghĩa là đội tuyển Olympic Việt Nam giành được một trong hai vị trí đầu bảng B để lọt vào vòng trong bằng vé chính thức. Ngược lại, nếu đứng thứ 3 trong bảng đấu này, có thể Olympic Việt Nam chỉ vào vòng mùng 1 tháng 8 bằng vé vớt dành cho 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói về những thuận lợi và bất lợi cơ bản của Olympic Việt Nam trước các đối thủ Olympic Việt Nam có độ tuổi trung bình nhỏ nhất giải. Nhưng đã đến đây chúng ta không ngại bất kỳ đối thủ nào. Chúng ta sửa sai, khiêm tốn, tôn trọng các đối thủ. Nhưng ngược lại, Olympic Việt Nam cần biết đề cao năng lực, phẩm chất của chính mình, đàng hoàng tiến về phía trước, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định. Hiện tại, sau lượt trận đầu tiên tại bảng B, Olympic Việt Nam đang tạm thời dẫn đầu bảng đấu này với 3 điểm. Các đội Iran và Saudi Arabia xếp tiếp theo, mỗi đội mới có 1 điểm. Olympic Mông Cổ đứng cuối bảng, chưa có điểm nào.